Tiếp tục ngày hôm nay bên em lại test một con crossover em nhé, 23XL. Con này chỉnh rất là dễ chỉnh và đặc biệt là cho các bác mà làm sự kiện ấy. Cắt xốp thì rất là uy lực anh em nhé, con này cắt xốp tiếng rất là gọn, tiếng xốp nó rất là chắc và rất là gọn. Này có gửi đến cho anh Hùng, anh ở thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương anh em nhé. Sản phẩm này hiện tại em đang bán với giá là 1.400.000 đồng và bao ship cho anh. Hàng này rất là đẹp. Khi em mua thì tất cả các sản phẩm này thì em đều bóc hộp ra hết. Đấy, bóc ra và sẽ test cẩn thận cho tất cả anh em. Đấy, sản phẩm này thì nó sử dụng dây nguồn 2 chấu em nhé. Bóc hộp ra thì nó sẽ như thế này. Và đây. Đấy, sách hướng dẫn đầy đủ cho tất cả anh em. Ok chưa ạ? Với cái sản phẩm này chúng ta có thể chơi 2 way, 3 way đều được em nhé. Đây. Ok chưa ạ? Hàng này thì rất là đẹp, rất là dễ chỉnh. Thì bây giờ em sẽ cho lên. Đấy. Cho lên test cái sản phẩm này. Hàng này thì test nó rất là đơn giản thôi. Đấy. Con này test thì khá đơn giản thôi anh em nhé. Ok, thì vừa rồi em có kết nối với cục đẩy Martin MA1300. Thì các bác có thể thấy đây. Con này rất là dễ sử dụng em nhé. Và bây giờ em sẽ mở một đoạn nhạc lên để cho em cùng nghe. Đầu tiên sẽ là loa full này. Ok nhá. Loa full kênh 2 này. Ok chưa ạ? Tăng súp lên này. Súp đánh rất là lực. Ok chưa ạ? Tăng âm lượng của đẩy lên một chút này. Con này cắt súp rất là gọn anh em nhá. Cắt súp rất là gọn. Bây giờ em sẽ giảm full này, giảm full về không nhá. Và các bác có thể nghe cái tiếng súp. Khi chúng ta tăng âm lượng của súp lên này nó sẽ lọt. Các bác nghe thấy chưa ạ? Nó sẽ lọt này. Nó lọt tiếng lời ca sĩ xuống súp em nhá. Ok chưa? Đấy. Rất là gấu. Lọt. Và thường thì là ở đây cắt súp thì em để tầm một đấy, để khoảng tầm 130 cho đến 140 thôi. Đấy, 130 cho đến 140 Hz thôi. Thì nó sẽ rất là uy lực anh em nhá. Thì nó sẽ rất là uy lực. Đấy, tăng full lên rồi. Ok chưa? Thì ở đây là 100 cái mẫu crossover chuyên để cho em giải sự kiện, cao súp rất là hay và đánh rất là bạo lực. Ở đây có những cái nút lao cắt, anh em có thể nhấn nào cắt âm trầm anh em nhé. Đấy, cắt bớt nó đi. Đấy, bình thường thì chúng ta sẽ nhả ra anh em nhé. Đấy, bình thường chúng ta sẽ nhả ra. Ok chưa? Cái này cũng vậy, cái này là phần đảo pha này. Đấy, đảo pha, ok chưa? Nếu mà nghe nó không uy lực thì anh em sẽ nhấn vào nhá. Đây là đảo loa súp, còn bên này sẽ là đảo loa full này. Ok chưa? Đó, rất là nhiều các chức năng. Thì ok, anh em có nhu cầu muốn mua đấy, những cái mẫu crossover đẳng cấp thế này thì anh em cứ liên hệ trực tiếp với bên em thôi. Hàng mới và bảo hành tất cả cho anh em lên tới là 1 năm. Quá là đã tài đúng không ạ? Và đây là mặt đằng sau đây. Để cho tất cả anh em xem mặt đằng sau. Đây là phần 2. Đó, em sẽ đấu hai loa full này. Bên này sẽ là hai loa súp này. Nhạc đầu vào này. Đó, nhạc đầu vào chúng ta thể kết nối từ bàn mixer xuống em nhé. Từ bàn mixer xuống. Ok chưa? Thì ok. Bây giờ em sẽ đóng hàng vào và sẽ gửi đến cho anh. Thì cảm ơn bác cũng đã tin tưởng và mua hàng. Anh em có nhu cầu muốn mua những con crossover chuyên nghiệp thế này thì anh em gọi điện trực tiếp với bên em. Xin chào và hẹn gặp lại.